Con này nó hẹn mình là 10 giờ mà bây giờ là 10 giờ 51 rồi mà nó chưa tới nữa. Để mình điện cho anh đi tới đâu mình. Alo. Alo, con nghe nè thầy. Mày đi tới đâu rồi con mắm thúi? Kẹt xe thầy ơi, đèn xanh đèn đỏ, con kẹt xe cứ ngắt hết trơn nè. Phật ơi, tao nói với mày là nhà tao ngay chỗ công an huyện đi vô đó là tới rồi, sao mày đi kiếm lâu vậy? Con biết rồi, tại kẹt xe con tới Bến Phà rồi. Mới tới Bến Phà hả? Dạ. Vậy thì con quỷ ở từ đó lại đây khoảng nửa tiếng đồng hồ mới tới đó con quỷ. Dạ con biết rồi, con tới Hẹn liền. hò gì mà khách biết bao nhiêu người ở đây mà thầy chờ con nè. Dạ. Phải coi đúng giờ đúng giấc mày đi kiểu này mày hút giờ mẹ nó rồi 11 giờ rồi. Con biết rồi, thầy đừng có dặn con tới liền nè. Ừ nhanh nha. Ngày mà coi cho mừng nghĩ giống gì nữa chết luôn. Dạ con xin lỗi thầy, con tới trễ con cúng thầy 100 đô nè. Rồi bữa nay con đến đây con coi cái gì? Con coi về chuyện gia đình của con. Tình duyên sao coi? Tại vì lúc này con thấy ảnh lợt lạc với con quá là con coi coi có cái gì Bởi không. vì tao nói bây giờ Facebook, Zalo chồng con nó lấy bậy lấy bạ không là mấy đứa ơi. Một ngày thầy tiếp ở đây 100 khách đều là cái vụ gia đình không, vợ bé vợ nhỏ, nó nhắn tin nó chát chít chút xíu là vô nhà trọ rồi à. Rồi bây giờ nè nghe Dạ. thầy hỏi nè, Dạ. chồng của con tuổi con gì? Dạ chồng con tuổi con dê. Nghe cái tuổi của chồng bay là tao hết muốn coi rồi. Cái tuổi mùi mà làm sao mà không dê cho được. Rồi bay nghi nó sao mà mày tới đây, nói tao nghe. Con thấy anh lợt lạc mà anh gây lộn với con hoài à. Thầy coi giùm con đi, không biết có vợ bé không nữa. Chắc ăn là có luôn. Để bây Dạ giờ bắt thầy. đầu vô cuộc coi đi, rồi thầy sẽ nói chi tiết và nói cách gọn ghẽ hơn. Chứ bây giờ mà phóng phóng cũng biết đường đâu nói. Thầy gán giúp con đi Nó thầy tuổi ơi. mùi còn bay tuổi gì? Con tuổi thân năm 80. Trời Phật. Nghe cái tuổi của bay là hết muốn coi luôn. Canh thân đúng không? Dạ. Lỗi số rồi con ơi con. Người ta nói là trai nhâm, còn gái thì phải quý. Mà mày gái mà mày lại nhâm, nhâm là mấy ngày cái tuổi này luôn rồi đó. Cuộc đời của mày kể như là mấy ngày chưa coi mà thầy thầy phán cho con một câu là giống như cuộc đời của con mấy ngày giống như là đời câu lụng đi Chết tiệt nè. là thầy giúp Bây giờ con. nè, ở đây là chín lá, con Dạ. bút cho thầy một lá đi. Rồi cuộc đời của mày kể như thúi ba con heo luôn. Nghĩ sao mày Thầy. rút cho tao cái thằng áp bích? Mày biết không, ở đây mà ai lại đây mà coi bói với thầy mà rút ngay cái thằng áp bích này là thầy đuổi về liền. Can giúp con Mà thầy bữa nay cái ơi. dông mày nặng lắm. Trời ơi cái con này cái dông nó nặng quá quý vị ơi. Phải xịt dầu thơm tẩy uế nó mới được. Nghe thầy hỏi nè, Dạ. bay á bữa nay đó có bị đèn đỏ không? Thì nãy con nói với thầy con kẹt đèn đỏ con mới tới trễ đó. Má ơi má, đèn đỏ là con hỏi má có bị mắc kẹt không đó. Thì con nói con kẹt xe đó, con mới tới trễ đó. Trời ơi cái con này nó u bư dữ vậy trời ơi mắc kẹt đèn đỏ nó cũng biết nữa. Là con nói cái vụ mà kinh nguyệt đó má ơi má, con nói quỵt tẹt tao luôn đi. Có, bữa nay con mắc Tao kẹt. ơi bữa nay nó bị mắc tẹt mà nó cũng lợi để nó coi hèn chi, nó vừa lợn là tóc tai tôi nó dựng đứng rồi. Đàn bà mà mắc tẹt
giờ dài lắm, tỷ quá lần nữa coi. 11 ngàn mắc kẹt, đừng có lại coi nghe không. Ô quá lắm, coi không có đúng. Bình thường đó là coi đúng 100%. Mà mấy con mẹ bánh bèo mà mắc kẹt là ở đây coi thường thường nó đúng có 70% à. Quý vị nhớ nghe không, coi đi coi thầy, coi bói, cúng chùa. Đèn xanh đèn đỏ đừng có đi, mấy má ơi ở nhà giùm con mấy ngày đó đi. Mấy ngày đó trong mình nó ô quớ lắm. Đi lợn đó Phật trời nào mà dám ngồi nghe mấy má dái. Nghe chưa? Kinh nghiệm nghe chưa? Mai mốt mà bị đèn đỏ đó là ở nhà không có đi đâu hết trơn á. Đừng có đi đánh ma nè, đừng có đi cúng chùa, đừng có đi coi thầy. Nghe không? Không có đi xin xăm xin gì hết trơn á. Dạ. Rồi bây giờ nè, cái lá bài này là cái lá bài của bằng cái cuộc đời của con, nó sẽ lên bờ xuống ruộng. Rồi bây giờ con nghe thầy hỏi nè, đúng dạ, nhận sai cãi nghe không? Dạ. Cuộc đời của con là lúc mà mới sinh ra cho tới bây giờ đó, nó khổ lắm đúng không? Đàn bà con gái mà dính vô chữ canh thăng mà làm sao mà không khổ. Đây nè, từ nhỏ đẻ ra là cha mẹ hay đánh đập nè, không thương nè, lớn lên phải xa nhà xa xứ làm ăn mới có tiền nè, rồi có chồng thì không hạnh phúc nè, rồi có con thì nói nó không nghe nè, chơi với bạn bè thì nó bị nó dập dùi, nó chơi trên không hà, lý thông không hà, đúng không? Đúng nhận sai cãi. Dạ đúng khóc luôn thầy ơi, thầy nói như trong ruột của con đó thầy. Con biết thầy coi bói năm nay là bao nhiêu năm chưa? Nhiêu năm thầy? 40 tuổi là thầy đã đi học ra nghề rồi. Cái năm 40 tuổi là thầy đã biết coi bói rồi, con biết không? Dạ. Bây giờ là thầy 70 rồi làm sao mà không đúng hả con? Từ 40 cho tới 70, 30 năm trong nghề làm sao mà không đúng? Tao nói với mày là đúng tóc luôn. Hay quá thầy ơi, hay quá à, thầy hay quá luôn. Rồi bây giờ nè, thầy nói cho con nghe thêm cái câu này nè. Sao thầy? Là cái chỗ nghiệp của con đó. Chỗ nghiệp là đâu thầy? Là cái chỗ kính đó má ơi. Con có biết. Chỗ hai cái bụi đó. À con biết rồi. Đúng nhận sai cả. Dạ đúng rồi. Ở chỗ hai cái bụi con mà ngặt cái bụi ở bên tay trái nè, nó có cái một rùi bằng cái đầu đũa ăn vậy đó, nó nằm ở dưới dạ dưới này đúng không? Đúng nhận sai cả. Trời ơi sao thầy biết hay vậy thầy? Hay vậy? Bà nội ơi, con đâu có đi đình má tắm đâu mà biết má. Cái đó là người bề trên người ta mắc không biết hết hay. Chứ con đâu có đi đình má mà má hỏi con sao biết. Mèn ông. Trời ơi con lại má âm binh vừa vừa, má ngu cũng vừa, chúa ngục cũng vừa. Con biết thầy ơi. Chưa có con nào mà đi coi bói mạnh ngu như cái con này, trời ơi. Con có biết. Chỗ trái bưởi á, mà nếu mà nó có cái một rùi mà nằm ngay đó đó, mà một rùi son á, thì mới được chồng yêu, chồng quý, cha mẹ thương yêu, chiều chuộng, nó mới phá được cái tuổi của mình. Dạ. Còn nếu mà bây giờ đó nha, mà có cái một rùi ngay đó mà màu đen nữa, thì con về con phá bỏ đi. Dạ. Tại vì cái một rùi đó nó tán tài, là con sẽ không có hạnh phúc. Dạ. Cuộc đời của con sẽ đi xuống. Dạ. Nghĩ sao trái bưởi mà nó tốt cái mục rùi đen nằm ở dưới dạ dưới này, làm sao mà làm ăn lên nổi? Bây giờ con khổ lắm đúng không? Khổ lắm thầy ơi, không làm ăn không có được cái gì hết á. Bởi vậy không có ai giải cho con nhỏ tội nghiệp hết sức con vậy đó. Dạ thầy giúp con đi thầy. Dạ con nghe thầy phá cái mục rùi cho. Dạ. Hồi nào giờ nghe thầy hỏi nè. Ủa mà quên nữa, nãy giờ nói chuyện với bay mà tao quên, bay cúng tiền đô nhiều quá, tao quá lộn hết trơn. Có nhiều đâu thầy ơi. Nãy giờ thầy quên, không biết quên gì thầy? Không? Quên hỏi tên. Mày tên gì? Con hả? Con tên Hoa. Trời ơi, cái tên nó đẹp vậy mà sao cuộc đời nó khổ vậy? Rồi họ gì mày nói tao nghe hả? Đúng cái tên mày coi. Con là Quỳnh Thị Hoa Tàn.
Sao ăn sao được không? Cha mẹ mày ăn cái gì mà không dữ vậy? Trời ơi, nghĩ sao con gái đặt tên Quỳnh Thị Hoa nó đẹp gần chết rồi thêm chữ tàn ở ngoài sau chi vậy trời? Không biết thưa thầy ơi. Ông nội bà ngoại ơi, trời ơi, nghĩ sao mà thương con cái kiểu gì mà đặt con Quỳnh Thị Hoa tàn? Trời ơi, bởi vì cuộc đời mày, tao nói mày nó thúi hẻo, thúi khổ, như là cái con quệ ơi. Mày biết không, bây giờ nè, tôi có đôi lời nhắn nhủ với quý vị ở trên TikTok nè. Là đặt tên cho con, làm ơn đặt tên nào mà nó sáng sủa, nó đẹp đẽ chút. Nghĩ sao mà Quỳnh Thị Hoa nó đẹp gần chết luôn, rồi còn thêm chữ tàn vô chứ gì trời. Làm chi cho khổ con khổ cái vậy. Chứ gì nữa nè, sẵn đây có đôi lời nhắn nhủ với quý vị. Anh chị cô chú nào đó ha, mà muốn có con, mà chúng ngay cái năm mà canh dần, canh thân, canh mão gì không biết, là nín đẻ giùm tôi nha. Tôi lại quý vị, đẻ con năm đó dù trai hay gái gì nó cũng tặng sát, nó khổ tặng cam lai luôn. Tới cái năm canh là quý vị nín lại giùm tôi, đừng có đẻ năm quý, năm nhâm nào đó thì đẻ là tốt, hoặc là mấy cái năm khác cũng tốt, nhưng mà chúng ngay cái năm canh làm ơn làm phước đính đẻ giùm tôi năm đó, thì năm đó mà đẻ ra là con của quý vị nó sẽ khổ không ít thì nhiều. Và bây giờ nè, nghe thầy nói nè, hồi nào giờ đó con có đi coi thầy coi bói nhiều không? Có thầy, con có sư phụ đó đó. Sư phụ con giỏi lắm. Sư phụ con tên gì? Sư phụ con là Thích Như Chuyển Phản. Trời ơi, hết chuyện rồi, mày đi bái ông đó làm sư phụ. Có biết đâu. Mày có nghe cái gì mấy gài trên TikTok không? Con thấy người ta nói ông quá trời. Cái ông thầy mà thích nhận tiền này nè, ông rằng rằng trên TikTok á. Dạ con thấy. Mà mày đừng có nhắc ông ở đây nữa. Mày nhắc một hồi là ông kêu đệ tử ông vô quốc luôn cái TikTok của tao là hết, còn chơi được luôn đó. Con biết rồi. Ông nói mày sao, mày nói tao nghe coi. Ông nói con á là bố thí cúng dường thì cuộc đời con có sung sướng. Trời ơi, chứng ông nồng như tôi á, bố thí cúng dường cúng chùa cho nhiều vô rồi có phước hả? Cái tuổi của mày đó ha, mà không có cao tay ấm như tao đó ha, là không ai gỡ được con ơi. Dạ thầy cá giúp con. Mày cúng chùa đi, rồi mày thấy phước đâu không thấy, thấy quà nó tới đó. Dạ. Con cúng chùa thì rất là tốt, nhưng con phải lựa ông thầy nào mà chính trực, mà tu thật sự kìa. Bây giờ sao biết được thầy? Chứ con đừng có A Tầm Phù mà con nghe lời cái ông thầy đó rồi con cúng vô đi, phước đâu không thấy, thấy quà đến như diều gặp gió gì đó. Dạ con cảm ơn thầy. Bây giờ cái chuyện nó bỏ bên đi để hỏi chẳng tiếp tốt của tao nữa bây giờ. Dạ. Bây giờ nghe thầy nói tiếp nè. Thầy nói đi. Rồi á, mày kể coi đầu đuôi câu chuyện coi, mày có phát hiện chồng mày cái gì hay không? Hôm bữa đó đó con. Rồi mày tới đây mày muốn làm cái gì? Con hôm bữa đó đó con cho chồng của con đó đi xuống tiếp con nhỏ bạn của con, cắt nhà đâu 7 bữa gì đó. Rồi về là có chuyện luôn á thầy. Trời ơi, còn ai khôn như mày không? Con nhỏ đó nó có chồng không? Không, nó thôi chồng có đứa con. Con chết mẹ rồi. Mày nghĩ sao chồng của mày mà con nhỏ đó là con chim trắng mồ côi, mà mày cho thằng chồng mày xuống tiếp cắt nhà với nó cả từng lễ giáo dứng, rồi mày biết trong cái thời gian đó thợ thầy lo cắt hai đứa nó tình chéo nhau, mày biết không? Không thầy, con sao mày biết. Ngu dữ vậy? Mày ăn cái gì mà mày ngu dữ vậy con quỷ? Con có biết thầy. Trời ơi, mày tốt không có đúng nơi đúng chỗ rồi con ơi. Trời ơi, mày nghĩ sao mà cục mỡ bay lớn nè, mà mày cho thằng chồng mày ngồi gần, mà thằng chồng mày gặp cái con mèo hoang nữa, nó đối khác, nó táp liền, chứ làm sao mà hai đứa mà lửa gần nó mà nó không có cháy. Rồi sao, kể tiếp coi.
Bữa nó rủ hai chồng con đi cao kê, cái nói với chồng con ôm thằng nẹo con dặn cái gì. Đúng rồi. Nó coi mẹ con ra cái gì đâu, mấy cái con nập nợ đó nó có tôn trọng mày đâu, nó từ trên đầu mày, nó ỉa trên đầu mày, mày chưa hay nữa. Ỉa trên đầu là sao thầy? Là sao? Không, thôi con nó khôn kìa, ỉa trên đầu mà nó còn không biết chuyện gì. Là nó ình chéo với thằng chồng mày đó, rồi mày vẫn tiếp đãi với nó nồng hậu đàng hoàng. Mời lợi nhà nhậu như vậy đó. Hèn chi. Rồi á nó coi mày ra cái gì. Chồng mày thì tao lấy mà mày vẫn tiếp đãi nồng hậu với tao. Rồi lấy gì mà nó coi chồng mày, nó coi mày còn cua cái nụng dẻ nữa. Vậy hả thầy? Nó dục mày đâu, nó dục đó. Sao mày ú bư như vậy? Rồi mỗi lần nhậu nè, nói thiệt cho thầy nghe coi là nhậu ở đâu, dẫn về nhà con á. Bao nhiêu đứa? Cỡ 7-8 đứa. Mấy đứa đó nó có chồng không? Không, chắc chắn một coi không à. Trời ơi, quỷ thần ơi, nghĩ sao lợn nhà 7-8 đứa mà toàn là chim trắng mồ côi, không gái một con nè, rồi sau đi chồng nè, rồi trời ơi, tao nói rồi chuyện gì nó xảy ra nữa. Mày ngu gì mà mày ngu không có chừa cho tao ngu với trời đó là trời. Không có biết thầy ơi. Mấy anh chị ở trên mạng rút kinh nghiệm nghe không? Chồng của mình mà rủ bạn bè ra con gái đó mà lỡ nhà nhậu đó, dù cho có gia đình đi, hai vợ chồng lỡ nhậu đi cũng không nên nghe con. Dạ. Over đi. Dạ. Muốn nhậu nhẹt gì ra quán xá đó, nhậu chi ở nhà mình, rồi ai dọn dẹp mình rửa chứ ai, nó nhậu xong nó xỉn mẹ nó hết, nó đi về rồi. Đúng rồi thầy. Rồi sáng lại mình hốt cái đống chén nữa chứ ai. Rửa làm chết luôn. Mà phải hốt cái đống chén nó không đâu. Rồi á, thí dụ nó có hai vợ chồng lại đi, rồi thằng chồng mình nó đẹp trai quá đi, rồi con vợ bên kia nó không lấy chồng mình đi, nó liếc mắt đưa tình, làm sao mình biết. Sao mình ngu với gặp ta. Gặp cái thứ ung bư như mày, nó liếc mắt đưa tình, mày biết là tao con mày. Không có biết. Mày ngu lắm, hồi nãy giờ mày mới kể ra có mấy chuyện tao thấy mày u bư rồi mồ thằng. Nãy giờ con hơi khẩu nghiệp. Mày làm con hết hồn thay. Rồi bây giờ nè, kể tiếp cho nghe coi. Sao thầy? Mai mốt đó, kinh nghiệm. Dạ. Đừng bao giờ cho mấy con bánh bèo lại nhà nữa. Dạ. Đừng có bao giờ tụ tập bạn bè nữa quý vị ơi. Tụ tập bạn bè càng đông nó càng mệt chứ làm cái gì. Mà nó vui thầy. Trời ơi, mày không biết mệt hả? Cũng mệt. Nó nhậu một mâm như vậy sáng lỡ mày rửa chứ ai mà bài lỡ nhà chứ, cho cực khổ vậy con. Vui thầy nhờ ơi. Nên nè, giao du cho nhiều bạn bè cho đông nè ha. Tao kể cho mày nghe nè. Đám dỗ đầy tháng thôi nôi, sinh nhật mằng từng mằng téo gì đó biết, nó mời hoài nguyên một tháng đi đám không mà làm ăn cái quần què gì nữa, đi giết hết tiền đó thầy. Bạn bè nào mà cần thiết thì mình hãy chơi, mà thường thường là nhà nhậu thường thường không hay là lâu lâu mới một lần. Hoài à, chồng con nó phá nhậu nhà. Nhậu hoài luôn. Dạ. Tần vậy mấy ngày? Tần vậy 4-5 ngày vậy đó. Ơi, một tần vậy 4-5 ngày thôi. Dạ. Có lại má. Nhậu ở nhà không hả? Dạ, nhậu nhà trời không ơi, cái con này nó cứu một trời ơi, trời nghĩ sao? Nghĩ sao thằng chồng mình đang im, đang ấm, không muốn đi dẫn cho 6-7 đứa lợn chim trắng mồ côi mở không gì đó. Rồi thằng chồng mình là con mèo nó tát cục nào rồi sao mày biết? Không biết thầy ơi, ngu lắm. Thôi mày đừng nói nữa, mày nói hồi chai dầu thơm tao chọi vô đầu mày luôn. Bây giờ cũng mày cũng chiều chồng mày con mày bưng vừa vừa thôi. Dạ. Đó, cái ô quớ của mày nó lên nữa rồi đó. Mỗi lần mày ô quớ là tao giỡn ốc. Xích ít thầy ơi, cay mắt thầy ơi. Nó bây giờ nè, mày đừng có kể cái chuyện ngu si của mày nữa. Bây dạ. Giờ nè, nghe thầy nè. Thầy lắc lên. Rồi con để tay lên cái mù. Cái mù nào thầy? Cái mù nào? Trời ơi, má ơi, con nói má để tay lên cái mù rồi nè má. Dạ, dạ, dạ. Ở đây có cái mù nào mà má hỏi cái mù nào nữa má. Dạ. Nhắm mắt lại.
Thật vô trong á, móc ra 3 đồng xu cho tôi coi nè. Thật chứ đâu thầy. Mày thọt vô hỏng ta nè. Con quỷ ô bưng. Không có biết. Mày để tay cho cái muôn rùa thì mày thọt vô cái muôn rùa chứ. Tao tao kêu mày thọt vô đâu nữa. Không biết nội ơi. Mày móc ra. Trời nè. Tới đây. Hả? Rồi. Mày bóc được 3 cái đồng tiền này mà nó hiện lên cái mặt này hết thì mày chắc ăn luôn. Mày bị dính bùa chặt. Cái gì đúng vậy? Không có biết. Không có biết. Sao mày thấy được? Nghe thầy hỏi nhà dắt chiều con hay nặng hai bên vai đúng không? Nặng lắm thầy ơi, dắt chiều nó mỏi hai bên này nè. Vợ ngốc đúng không? Dạ đúng. Giống như sợ mà. Con mẹ gì nữa. Thằng chồng của mày nó có đi hay coi thầy coi tai coi bói gì phải lắm. Thầy ba tối ngày không đúng rồi má ơi. Nó làm bùa cho má rồi. Không phải một thầy đâu mà tới 3 thầy lắm. Vậy hả thầy? Nói chung thằng chồng của mày thầy nào hay là nó tới nó làm cho mày chừng nào mà u bưng cúng ngục như vậy nó mới chịu. Dạ. Nó mới hoành hành, nó mới điều khiển mày được. Dạ hèn chi có thấy con ngu thầy. Bây giờ mày muốn thầy giải không? À muốn, muốn chứ. Muốn cái gì? Dạ. Muốn thêm tiền thầy mới giải được. Hồi dạ, nãy giờ gì? Là thầy chỉ nói về cái cuộc đời của mày thôi. Con gửi thầy giải cái gì cho mày hết. Bây giờ mày cúng thêm đi. Con gửi thầy 100 đô đó thầy. Con gửi thêm thầy 100 đô. Càng nhiều càng tốt con. Con cúng nhiều quá. Thêm 100 nữa thầy. Có phước. Con mà cúng ít thì vong nó về nhà. Dạ. Trời ơi nhà thầy vong nhóc con ơi. Thầy liệm thiên linh mà. Con nhà thầy vong lắm con thầy. Con mà cúng ít thử coi. Nó đi theo về nhà con đó ha. Nó quậy banh cái nhà luôn. Có khi cháy nhà luôn đó. Vậy má thầy. Vậy hả? Ừ. Con cúng 200 rồi đó. 200 đô là coi thôi. Còn bây giờ là 200 đô này là thầy nói cúng cho con, cúng cái cuộc đời của con để cho con sáng lên. Dạ. Để con mới được hạnh phúc, con biết không? Dạ. Rồi, 200 nữa là được rồi, là tổng cộng 300 đô. Dạ. Vô mai cho em, đâu cũng 2,5 triệu. Dạ. Bộn. Bắt đầu vô đề nè. Dạ. Nghe thầy hỏi. Dạ. Mẹ còn sống không? Mẹ con mất lâu rồi thầy ơi. Mẹ nó rồi. Mẹ chết rồi làm sao mà giải mùa được con? Gì hả thầy? Có cái nào cứu con không thầy? Mẹ chết rồi làm sao giải mùa được? Cứu con đi thầy ơi. Để lấy 3 giọt máu cho con uống. Gì hả thầy? Lấy làm sao thầy? Ví dụ nè, mẹ con còn sống, con lấy nửa cái ly rượu. Dạ. Lộn, nước lạnh cũng được nữa, 1 ly nước lạnh. Dạ. Con lấy cái kim con chích cho tay mẹ nhiễu vô 3 giọt máu vô cái ly đó. Dạ. Rồi con uống đi. Bùa cứng đầu cỡ nào cũng ra sạch hết. Dạ. Con trai nè, con gái đều làm được nghe quý vị. Bị mắc bùa đó là xin mẹ mình 3 giọt máu đi pha với nước ấm quậy lên cho nó tan ra rồi uống vô tan sạch bùa luôn. Dạ. Rồi bây giờ bà chết rồi làm sao đây? Tìm cách nào cứu con đi thầy, cứu con đi khổ lắm. Hả? Cứu, cứu nữa đi con. Thêm 100 đô nữa tao nói cho. Dạ, 100 đô nữa là thầy. Ừ, vậy có phải không? Nè, bây giờ còn cái chiêu thứ hai thầy đâu có chịu thua được con. Dạ. 30 năm trong nghề làm sao chịu thua được 3 cái bùa lẻ tẻ là này. Hay quá thầy ơi. Thứ hai. Sao thầy? Để thầy nói cho con nghe. Sao? Con biết con chó mực không? Con chó mực là con chó gì thầy? Chó gì? Trời ơi má ơi, con chó mực là con chó đen như tôi vậy nè má. Đen. Dạ. Không có cái đốm nào trắng hết á. Dạ, con biết rồi. Biết không? Biết. Ờ. Rồi á, đặc biệt thêm cái điều thứ hai là cái lưỡi. Lưỡi nữa nó mới kêu là con chó mực.
rồi xong á con biết ở đâu mà tìm ra. Ở đâu thầy? Ở đâu? Chỗ nào? Chỗ nào? Cái chỗ bắn thịt cày đó. Chứ ở nào? Dạ. Mày ở cái chỗ bán thịt cày đó. Dạ. Mày á liên hệ với cái ông bán thịt cày, mày lỡ mày nói là anh ơi, bữa nào mà có con chó mực mà cái lử nó mực luôn đó. Dạ. Anh kêu em để em lại em mua cho em xài, em chỉ bệnh làm dạ. nửa ly rượu gì nè với nửa ly máu chó mực đó. Quậy lên nhưng mà mày á, mấy cái thằng bán thịt cày á, mình không có tin nó được. Mình dạ. phải lại mình coi lúc con chó còn sống mà nó chưa có màng nữa. Dạ. Mình coi coi đúng là cái lưỡi nó có mực lông nó là đen hết không thì mới dạ. mua. Còn dạ. mấy con chó mà cái lưỡi không có mực rồi mày về mày cũng như không. Dạ. Đó. Mày lại mày mua. Mày mua là nửa ly rượu, kêu ảnh đổ vô nửa ly rượu và nửa ly máu chó đó nó quậy lên cho mày. Dạ. Với đặc biệt một điều là phải có cái mặt của con chó mực đó. Gì hết thầy? Gì hả? Cái ly rượu thầy? Này mày pha với máu chó này là dạ. mày về mày uống đi. Còn cái mặt con chó mực đó là mày mua về, mày lấy cọng chỉ mày cuộn lại ở trên cái đầu của nó đó, mày treo dạ. lên, mày phơi đi, phơi chừng nào mà nó khô lại đó là lúc đó đó mày bỏ vô cái bọc nhỏ, cái bọc mà nước mắm đó mày bỏ vô cái mì hàng lại rồi mày lấy cái bị gì nhỏ nhỏ gì nè mày bỏ nó vô trong đó, mày lúc nào mày cũng bỏ nó vô trong mình là mày uống máu chó mực đó, nó với mày bỏ cái mặt con chó mực nó vô trong mình mày gọi là tà ma gì dân sẵn không có ai điều khiển mày được hết. Hay gì chưa thầy? Dạ mà làm gì nó có linh nghiệm không thầy? Linh nghiệm gì ơi. Còn cái điều này nữa nè, sao mà không linh, không linh tao chỉ mày làm cái gì, không hết lại đây đặt mày cạp nhà. Còn cái điều này nữa nè, coi tốt nhất là mày mua đừng có mua một ly. Mày biết dạ. cái chai nước suối một gan tay không? Biết cũng mày nói phải anh à. Ơi, lấy cho em cái máu chó mực đó đó. Một chai nước suối anh góp 7 phần rượu đi, 3 phần máu chó thôi. Rồi dạ. mày mua cái chai đó về đi. Mày rót dạ. ra một ly xây chừng như vậy nè. Dạ. Gái chịu cực nó hơn tâm mà uống đi. Để cho dạ. mình giải cái bùa ở trong mình ra. Biết dạ. không? Dạ. Rồi á, rót cái ly rượu đó ra. Trước khi uống, quỳ trước bàn của quyền thất tổ. Gái như vậy, ông bà nội ngoại hai bên của quyền thất tổ nhà họ Quỳnh. Con tên là Quỳnh Thị Hoa Tài. Dạ. Hôm nay con xin của quyền thất tổ chứng minh cho lòng thành của con. Con dạ. nguyện sẽ nhớ ơn của quyền thất tổ suốt đời. Đây là ly máu chó của sư phụ con, chỉ dạ. cho con uống để tiêu trừ bùa ngải. Mong của quyền nội ngoại hai bên phò hộ cho con uống ly máu rượu chó này vô để dạ. cho nó hết bùa ngải trong mình, để dạ. cho con được sáng suốt minh mẫn như người ta. Rồi dạ. ăn vô uống rồi lại ba lại như vậy nó mới linh, biết không? Dạ con biết thầy. Còn cái phần máu chó mà còn lại đó làm sao thầy? Làm sao là con mua cái chai nước ngọt Pepsi bự lít dữ, con mua lít rượu đi. Biết cái chai đó con biết. Cái phần còn lại đó máu dạ. chó nó vô trong đó, con lắc dạ. lên cho điều gì nè. Rồi dạ. xong á, con canh cái ngày nào mà chồng con nó đi làm hay nó đi vắng đó, đi hoài à, con lấy cái nước rượu đó đó, con xịt hết vòng quanh nhà, xịt hết trong nhà. Con mua cái bình mà thứ mấy người ta mua mà để xịt tóc đó. Dạ. Con vô rồi, đó con bóp con xịt biết xịt giáp cái nhà hết đi. Rồi dạ. con xịt vòng quanh nhà con luôn. Dạ. Thì nó sẽ tẩy quớ được những cái vong hồn mà nó theo nó phá phấy mình, nó là tẩy sạch. Dạ. Rồi làm ơn làm phước bà ơi. Bà có mới nói nghe bà, là làm ơn làm phước dẹp mấy con nhỏ chim trắng mồ côi nó đi, đừng có tụ tập lại nhà nữa, không có tốt lành gì đâu, quen càng ông càng chết.
lớp không nào sinh nhật này tháng thôi nôi đám dỗ đám quải gì nó cũng mờ hết rồi đi tốn ngày tiền bạc đâu mà đi con không biết rồi đi viết rồi sạch sành sắn tiền ở đâu mà ra dạ. Một tháng mà đi chừng 15 ngày thôi cũng bể nợ rồi nghe không không biết rồi về làm y như thầy nói nghe chưa dạ rồi nhớ cái gì không biết có số điện thoại Zalo của thầy điện cho thầy đi mời thầy mắt cho dạ nước nếu gì không hiểu thì hỏi thầy thầy chỉ tận tình dạ cái gì không hỏi con điện chuyển khoản cho thầy là được rồi là ok rồi ok không làm đi mang ơn thầy nhiều lắm thầy ơi mang ơn lắm làm như tôi đi thương cô mất cuốn cuộc đời của cô đó mang ơn thầy nhiều chưa? Lắm thầy ơi mang ơn lắm phiên xem bói hôm nay là kết thúc mô phật thầy làm hết hồn thầy.